Hello, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mình Peo. Ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục đến với thành phố trong mơ trong Rockman Go bạn ơi. Ủa rồi, sân khấu Clear này, cất tờ heo. À, sân khấu Clear mà tại sao tên là Clear này mình cũng không biết lắm bạn ạ. À, đại loại là cái sân khấu này mình thấy là trông phải đẹp đấy nhưng mà không có ca sĩ gì cả. Alo, không biết là ca sĩ trình diễn đâu bạn ơi. Ồ, ở đây này. Ồ, ở đây thì như đây là ca sĩ các bạn ơi. Nhìn mặc quần áo trông có vẻ sang chảnh ấy nhở. Ai giả nhìn trông có vẻ giống ca sĩ bạn ạ. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục khám phá thành phố trong mơ ở trong Rockman Go bạn nhá. Để coi xem là hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra xem là có những cái gì mình chưa khám phá trong thành phố được không các bạn ạ. Ok, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ với chuyện bè và đừng quên nhấn đăng ký ủng hộ mẹ bạn nhá. Đầu tiên mình có thể chọn nghề nghiệp đấy. Mình sẽ chọn làm anh đầu bếp đi. Đấy, đầu bếp mèo peo bạn ạ. Mình xem là có công cụ mình cầm nhỉ. Đầu bếp mèo peo thì phải cầm cái gì? Có thể cầm bóng này không? Đầu bếp lại cầm súng mà không có lý bạn ạ. Đầu bếp mà cầm gì? Đầu bếp là cầm cái gì nhỉ? Cái bánh hamburger. Không hợp lý bạn ạ. Hot dog. Không có cái dụng cụ ăn uống ạ. Alo. Không có cái dụng cụ nào để nấu ăn hay gì bạn ạ. Mình chả thấy có dụng cụ nào để nấu ăn cả anh em ơi. Mình cầm một nhìn một hồi không thấy bom cái water heo nhưng mà nguy hiểm vậy. Kim tiêm này. Ê, tôi khỏi bác sĩ nhỉ. Ê, bình tĩnh. Ở đây mình có một vài đồ ăn nhỏ nhỏ thôi bạn ơi. Kẹo bút này. Coca này. Đây, cầm chai nước này đi. Cầm chai giống chai rượu ta. Không chắc đây là chai nước nho bạn ạ. Đấy, mình cầm chai nước nho bạn ơi. Rồi, mình cầm tạm chai nước nho bạn ạ. Rồi, coi nào. Ủa, ca sĩ vừa đây mà ta. Ủa, mình vừa thấy ca sĩ đấy mà đâu tay à? Ủa, thanh niên ca sĩ đâu rồi? À đây, mình là đầu bếp, mình sở hữu một cái xe hamburger bạn ạ. Ai mua hamburger không? Hamburger giá rẻ đây. Ai mua hamburger không? Tôi chui vào đây tôi bán hamburger các bạn ạ. Trời ơi. Ok này, chỗ này có vẻ hẹp ấy nhở? Bắt thấy cái thùng xe này hẹp lắm chưa bạn ạ? Ủa, ở đây có đồ ăn này. Wow, ăn được không ta? Ui, bữa uống được luôn này, xịn quá nhở. Thôi, chưa ăn. Đầu bếp mèo peo. Đi khám phá những cái thứ xung quanh đây xem bận ơi, cái gì ấy. Đây bộ cửa hàng à. Đây cái gì ấy. Ủa. Ôi, mình ném được cái chai đây đấy ảo vậy. Đây là PC hay gì bạn ạ, mình cũng không biết lắm. Mình sẽ thử bỏ đi bạn nhá. Hay không đi. Không bật được à. Lộ. Mình thử bật tivi lên xem nào. Bỏ đi. Chắc là mình sẽ cầm tay không bạn ạ. Bỏ đi. Cái tivi này không bật được bạn ơi. Cái này như kiểu ở phòng net á. Nhưng mà mình đã không bật được tivi bạn ạ. Bật không được này. Thế mới cay chứ. Đây đúng kiểu nước ở cái phòng net bạn ơi. Nhưng mà ui, PlayStation 5 này. Wow. Ui đúng rồi bạn ơi, đây là phòng net. Đây là PlayStation 5 này. Ui nhưng mà không bật được, trời ơi. Tôi muốn chơi game bật không được. Alo chủ quán bạn ơi, bên này chắc là Xbox này. Bên này chắc là Xbox, còn bên này là PlayStation bạn ơi. Ui nhưng mà không chơi được bạn ơi. Kệ vậy, chúng ta đến chỗ khác đi. Hey, mình đi qua chỗ khác bạn ạ. Đây là cái gì ấy? Cửa hàng quần áo bạn ơi. Wow, ok. Một cái cửa hàng quần áo. Ui. Ui, nhuộm màu áo được à? Ai chà. Sơn được màu áo này. Nhìn được của nó bạn ơi. Ai chà chà. Được đấy nhỏ. Mình coi nào. Ui, cái áo này cũng bình thường. Đây, coi xem có áo cũng được chứ. Mình coi xem có áo đẹp hơn ta. Áo này không đẹp lắm bạn ạ. Mình thấy cái áo này khá đẹp này. Được đấy. Có quần không? Có áo mà có biết có quần không bạn ơi? Trong bận quần đây, không có quần bạn ơi, chỉ thay được áo rồi. Ở đây bán áo bạn ơi, không bán quần, đây chắc là phòng thay đồ này. Đây là phòng thay đồ bạn ơi, đó, ôi không vào được. Không vào được bạn ạ. Ây da, ui cái thành phố này nhiều cái để khám phá bạn ơi. Tớ mình có phương tiện mà, mình sẽ đi đạp đi. Tập thể dục thể thao bạn ạ, đi cho nó khỏe khoắn người. Đây cái gì đấy. Đây là một cái phòng gì đấy bạn ạ, mình không biết là cái gì nữa. Một cái phòng gì đó. Uầy, công ty à? Cái là một công ty gì đấy bận ạ. Mẹ bé ông làm việc đấy, có đi ông cái hacker vậy. Tôi không biết tôi làm gì bận ạ. Đại loại đây như kiểu cái phòng gì đấy. What? TikTok à?
tiệm cắt tóc bạn ạ. Ôi rồi ôi, đây tiệm cắt tóc, trời ơi, tiệm cắt tóc mình tưởng công ty gì, bạn trông nhìn chuyên nghiệp ấy nữa. Wow, ô hóa ra đây là tiệm cắt tóc bạn ơi. Ôi rồi ôi, tôi tưởng cái gì, hóa ra là tiệm cắt tóc bạn ơi. Ây dạ dạ, ôi gì ấy, ôi đây là quán bar, ôi đây là quán bar bạn ơi. Wow, quán bar nhìn chăm chất lượng này. Ơ kìa, quán bar đóng cửa rồi, alo cho tôi vào với. Ơ kìa, hình như bar này buổi tối mới mở ấy. Sao mà lại buổi sáng nó chưa mở bạn ơi, chắc là buổi đêm mới mở. Ồ, quán bar này mở đúng giờ bạn ơi, chắc là hiện tại là quán bar này chưa mở bạn ạ. Xem mình như cửa sau có không ta. Ờ không có bạn ơi, quán bar này chưa mở rồi. Mình đi lên đường trên này em nào, trên này biết có gì không đây. Ui, bọn em một đường đi lên trên bạn ơi, mấy đường đi đâu ấy. Ui, à đây là khu nhà bạn ơi, tưởng gì đây là chỗ mình xây nhà bạn ạ. Ok ok, đi ở chỗ khác bạn ơi, đi khám phá quán bar chưa mở cái gì ấy. Đây là một tòa nhà blockman gì đấy. Ờ vào không ta, không vào được bạn ạ. Tòa nhà này trông nhìn có vẻ lạ lạ bạn ơi, mà không vào được. Mình đi khám phá tất cả mọi nơi bạn ạ. Đây gì ấy, thu thị. Oh, có siêu thị bạn ơi. Hello hello, cho mua bánh nè, ăn có bánh cái. Ui, ăn luôn. Chưa trả tiền, sorry, đây trả tiền này, trả tiền. Ok, chứ bây giờ mình thành thu ngân, what the hell. Ê, bây giờ mình thành thu ngân bạn ơi, what the hell. Tôi không tính làm thu ngân đâu. Tôi là khách hàng mà. Ui, có bán trượt bạn ơi. Ui, giỏ đi ai đây, cầm giỏ đi siêu thị bạn ơi. Ê, nhìn xịn quá nhở. Cái máy này mà chơi thế nào nhở, bây giờ máy này có chơi được không bạn ơi. Ờ, cái máy này không chơi được. Đây có ván trượt này. Ui, đi được nha. Trượt ván rồi bạn ơi. Wow, được đấy bạn ơi. Đây là sữa các thứ này. Đây bán thịt đúng không? Đây bán thịt bạn ạ. Ờ, cửa hàng thịt bạn ơi. Được đấy, mình thấy trượt ván này có vẻ tiện bạn ơi. Tiện phết này. Mấy quán bar mở chưa? Ôi, quán bar mở kìa. Ô, ngon. Mẹ béo đi vào bar. Mẹ béo đi vào bar. Ơ kìa. Ơ tao không, à đây mình đây rồi. Ui, mẹ béo đi vào ba bạn ơi, trông được của nó chưa, để chụp quả ảnh bìa kỷ niệm bạn ạ. Anh em đợi tí tôi chụp cái ảnh kỷ niệm phát. Đó, chụp ảnh quán ba kỷ niệm bạn ơi. Ui, nó cứ phải gọi là chất lượng các bạn ạ. Được rồi đấy, mẹ béo đi vào ba. Được nó nhở. Ui, quả ghế sang chảnh các bạn ạ. Đấy, ngồi đây. Hello rồi, à, nhân viên phục vụ nhở, cho một ly nước ép này với cả ít đĩa hoa quả đem. À ok, alo đâu hết rồi, nhân viên chả thấy đâu bạn ạ. Trời ơi, ủa DJ bấm DJ rồi, alo DJ cũng không thấy đâu bạn ạ. Ok, các vũ công đâu rồi, cái DJ đâu rồi. Trời ơi, có mỗi mèm kéo trên này bạn ơi, chả thấy ai luôn này. Quán bar này như ế quá sao bạn ạ, chắc là đại dịch Covid các thứ là bây giờ không còn khách bạn ơi. Mình nghĩ vậy. Ồ, chắc là do nhà nước phong tỏa lâu quá, thành ra quán bar này chắc là phá sản bạn ạ, không có khách bạn ơi. Mình nghĩ vậy đấy các bạn ạ. Ồ, chắc là thế rồi. Ồ, gì đấy. Ôi, wow, ôi quán bar này có cả cái căn hầm bí ẩn này. Ôi, đây là của mafia. Ôi, càng quán, ôi, nhiều tiền vậy. Ôi, mẹ béo phát hiện ra căn hầm bí ẩn của dưới quán bar bạn ơi. Ôi, có quá nhiều tiền luôn, chứng tỏ quán bar này hoạt động bất hợp pháp này. Ui, chứng tỏ quán bar này buôn lậu cái gì bạn ạ. Ui, mình có nhiều tiền thế này chứ đúng không. Trời ơi, mình phát hiện ra bạn ơi. Tôi phát hiện ra ở nhà thú hiểm quá. Tôi chạy đi. Chạy đi, không thì nữa có thằng nào bắt mình chết bạn ạ. Ui, chạy đang làm đang ấy mà. Nguy hiểm lắm, thôi té bạn ạ. Té vội. Nhảy, ok. Không thể được, là đường này. Ôi, té bạn ơi, té bạn ơi. Nguy hiểm quá. Khiếp, quán bar này ở dưới có căn hầm bí ẩn bạn ạ. Mà còn toàn tiền chứ bạn ơi, không biết tiền gì bạn ơi. Nhìn mờ ám thực sự bạn ạ. Tốt nhất chúng ta không nên xem vào. À, bệnh viện này, ồ, đi khám phá bệnh viện em nào. Hello, bác sĩ đâu nhở. Ơ, hôm nay không ai trực à. Chào bác sĩ. Ơ, không bác sĩ bạn ơi. Không có bác sĩ, vào đâu ta. Ui, giường bệnh này. Giường này mình không nằm được bạn ạ. Mình không nằm được, ơ, mình có cái sổ sức khỏe này. Ồ, sổ sức khỏe ghi chép, bỏ qua đi. Mà cái ôi đây là phòng khám răng à đúng không. Ờ, đây là phòng khám răng chắc là sao bạn, đúng rồi, chắc là khám răng đấy. Ờ, bên này là khám răng này. Wow, bệnh viện này buổi đêm hơi sợ tí nha, nhìn nó hơi sợ sợ tí bạn ạ. Có tầng 2 không ta,
Không biết là có tầng 2 không bạn ơi. Ủa, bệnh viện này to phết này. Đây phòng gì thôi không vào đâu, sợ lắm. Ôm ở đây một cái phòng trống ở đây. Ở đây một cầu thang tầng 2 bạn ơi, mình lên thử tầng 2 xem có gì không bạn ơi. Ủa, có rất là nhiều phòng nha. Ôi gì ấy? À, nhà vệ sinh à? Trời ơi, nhà vệ sinh bạn ạ. Mình tưởng cái gì? Đây là phòng, chắc là phòng bác sĩ bạn ơi. Ui, phòng này phòng soi, phòng bổ, bây giờ sợ đấy ơi. Không vào bạn ơi, giống đến cửa phòng bổ bạn ạ. Đây là phòng siêu âm này. Không phải, phòng chụp CT à? Đúng rồi, gọi là chụp cắt lớp ạ, đúng rồi. Máy chụp CT sao bạn ạ? Mình không nhận mà thế, mình cũng không rõ lắm bạn ơi. Trông giống bạn ạ. Giống máy chụp CT. Bên này là có phòng bệnh bình thường thôi. Bên này cũng thế bận thôi, té. Bệnh viện buổi đêm hơi sợ bạn ơi, rén lắm, không đi đâu. Em béo đi tham quan chỗ khác bạn ơi, trông nhìn hơi rén. Để coi xem mà còn gì không bạn ơi, ở đây là mấy cái nhà này. Bắc cua play á. Ui, đây có khu bắc cua đâu, làm sao để vào khu bắc cua vậy alo? Wow, bên này mình thấy có khu bắc cua này này. Đây là nhìn trông xịn đấy nhở. À đây, khu bắc cua bạn ơi. Wow, bắc với chả cua. Ok bạn ơi, bên này có khu nhà của ai đây? Đây hình như là nhà của ai bạn ạ, không biết nhà của ai nữa. Nhà của Nít 2K. Ô thôi mình bỏ qua đi, chúng ta không nên vào nhà người khác khi mà chưa có sự có phép bạn ạ. Nhưng mà chưa cho phép chúng ta không nên vào nhà người khác nha. Mình đi khám phá xem buổi đêm mà cái thành phố này có gì không bạn ơi. Đây một cái gì đấy bạn ạ, không biết cái gì nữa. Khu nhà chắc là đang xem bạn ơi, đang sửa chữa gì đấy bạn ơi. Hello, chào bạn. À đây, thanh niên nít 2K kèm. À, nãy mình vừa thấy nhà ông này này, hóa ra ông này bạn ơi. Hóa ra ông này, mình tưởng ai, hóa ra ông này bạn ơi. Cái ông 2K kìa. Bên này có gì này? À, ngân hàng, đúng rồi. Mình đi điều tra xem có tên trộm không bạn ơi. Buổi đêm này hay có trộm lắm bạn ạ, mình đi kiểm tra xem có trộm nhá. Đây chắc là phòng giám đốc này. Ủa, nhìn xịn nhỉ. Chắc là phòng giám đốc bận ạ. Giám đốc ngân hàng. Đây là quầy giao dịch bận ơi. Bên này quầy giao dịch này. Ủa, bên này có bật mã bận ạ. Cái sắt này. Ủa, trông nhìn bảo mật kinh thế nhỉ bận ơi. Không thấy có tên trộm nào bận ơi. Mình đi kiểm tra xem có tên trộm nào không. Mẹ không có bận ạ. Không thấy tên trộm nào. Ở đây mình thấy mình giống trộm hơn bạn ạ nhỉ. Tôi thấy là tôi giống trộm hơn đấy. Ok, gõ gì ấy? Không gõ đâu. Tôi thấy là tôi giống trộm hơn bạn ạ. Đi bắt trộm mà mẹ béo thấy mẹ béo giống trộm hơn bạn ơi. Ôi trời mưa này. Ok bạn ơi, hôm nay mình thử thách khám phá thành phố cho mơ Block Bingo buổi đêm bạn ạ. Nhìn chung là cũng phát hiện ra nhiều cái hay phép bạn ơi. Quán bar trông vẻ khá chất lượng bạn ạ. Tòa nhà đấy. Tòa này không vào được. Nói chung còn nhiều cái không biết có gì mình chưa khám phá không. Bạn nào biết thì đừng quên để lại bên phía dưới bạn nhé. Ok, chắc là video xin phép được kết thúc thôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.